những hình ảnh mới nhất về điểm rơi, nơi mắc kẹt dưới vực sâu của bà Nguyễn Thị Bích Liên vừa được Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cung cấp. Qua đó cho thấy hình ảnh trùng khớp với lời kể của nạn nhân. Theo một nhân viên thuộc Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử trực tiếp cứu hộ bà Liên, thì nơi tìm thấy bà là một phiến đá nằm dưới vực sâu cách chùa đồng khoảng 40 mét. Xung quanh phiến đá này bạt ngàn các loại cây và phía dưới là vực sâu khoảng 30 mét nữa. Cũng theo nhân viên này, khu vực bà Lợi Liên rơi xuống vực sâu, vách núi đá, nhưng có rất nhiều các loại cây mọc trên bề mặt như là cây tre, trúc, lạc tiên, gai mê, nên phần nào cũng hạn chế bớt lực rơi. Những hình ảnh ban quản lý di tích và rừng quốc gia in tử cung cấp cho thấy khu vực bà Liên rơi xuống có địa hình phức tạp, thể hiện rất rõ phiến đá nơi bà Liên ở 7 ngày khá rộng, trên bụi trúc còn vương lại khẩu trang, dưới đất có một số các chai nước đã uống hết cùng với nhiều mảnh áo mưa áo mưa giấy bà liên dùng để che mưa và chắn gió